vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật 24 tháng 7 năm 2022 vừa qua tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Astiva San Diego. Học viện Công dân đã tổ chức buổi ra mắt sách và nhạc thính phòng với chủ đề Hạ yêu thương thật thành công trong không khí ấm cúng và thân mật. Quý quan khách tham dự Hạ yêu thương đã được thưởng thức tài nghệ tuyệt vời của nhạc sĩ khiếm thị tài danh Nguyễn Đức Đạt cùng giọng ca của ca sĩ Yên Bình, phần âm thanh do Quốc phòng của thành phố San Diego phụ trách. Đến với Hạ yêu thương, quý vị đã được thưởng lãm hai dịch phẩm mới của Học viện Công dân, đó là Hài khúc tuyệt vời do giáo sư Đỗ Khánh Hoan chuyển ngữ và Luận thuyết về sự bất bình đẳng của con người do giáo sư Dương Văn Hóa chuyển ngữ. Đến với Hạ yêu thương, quý vị đã được gặp gỡ tiến sĩ Nông Duy Trường, người sáng lập và chủ tịch của Học viện Công dân, để tìm hiểu thêm về các chương trình của học viện, và tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan, tác giả của cuốn sách bestseller Living in Race. Buổi ra mắt sách và nhạc thính phòng Hạ yêu thương do Học viện Công dân tổ chức đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Quý độc giả muốn mua sách do Học viện Công dân phát hành, xin liên lạc điện thoại 713-271-2728, email isvn@isvn.org. Xin thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi là Dương Thanh Phong và Phượng Bảo. Xin chào tất cả quý vị quan khách đã đến cùng với chúng tôi trong chương trình Hạ yêu thương với Học viện Công dân năm 2022. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ một buổi chiều thật đẹp dù đường xa và đến bên nhau trong cùng tâm hồn đồng điệu. Xin cảm ơn ba vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay là tiến sĩ Nông Duy Trường. Tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan đến từ Houston, Texas, và nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt đến từ Orange County. Chương trình này không thể có được nếu không có sự bảo trợ của các quý vị ân nhân ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành tri ân công ty Astiva Health là công ty bảo hiểm về sức khỏe cho người cao niên, một công ty của người Việt làm chủ do bác sĩ Nguyễn Thượng Trí sáng lập. Chúng tôi xin chân thành tri ân Hội Fortitude Educational Foundation là một tổ chức vô phụ lợi về xã hội và giáo dục của bà Nguyễn Phương Anh. Bà là một gương mặt mạnh thường quân quen thuộc trong cộng đồng người Việt ở San Diego. Chúng tôi xin chân thành tri ân đài truyền hình Việt News TV đã giúp quảng bá về mặt truyền thông cho chương trình này. Cô Nguyễn Phương Anh. Những chiếc giò xe chờ đây mà buồn, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trung phương Vĩnh em công là tuổi tôi 18, tôi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khu bay. Mới tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã thờ ngọng nghiu đứng làm thơ. Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại nắng ngập ngừng một vạt óc. Xin giới thiệu quý vị, đến từ Houston, Texas, tiến sĩ Nông Duy Trường. Để tóm tắt lại về học nghề công nhân là cái gì? Thì xin thưa quý vị, chúng ta chỉ cần nhớ 3 điều. Học nghề công nhân thứ nhất là khai dân trí, thứ hai là xã hội dân sự, và thứ ba là dân chủ hóa. Và đó là những gì mà học nghề công nhân đã và đang làm. Từ những ngày đầu thành lập năm 2005, khi giáo sư Nông Duy Trường từ bỏ công việc dạy học để dẫn thân vào con đường phụng sự cho Học viện Công dân, đến nay đã được 17 năm, Học viện Công dân đã từng bước hình thành ngôi trường trực tuyến dành cho hàng ngàn học viên trên khắp toàn thế giới. Nhờ sự đóng góp và ủng hộ của quý vị, Học viện Công dân đã lớn mạnh không ngừng trong suốt 2 năm qua. Nhờ sự đóng góp của quý vị trong những chương trình Giving Tuesday mà Học viện Công dân đã thực hiện được một loạt các chương trình sau đây phục vụ người Việt trong nước, đặc biệt là giới trẻ tại quê nhà và tại hải ngoại. Học viện Công dân đã hoàn tất soạn thảo chương trình học trực tuyến của hai khóa học lớp chính trị đối chiếu Hoa Kỳ học với sự tham dự khá đông đảo của các học viên tại Việt Nam, và tiếp tục phục vụ hàng ngàn học viên trong các khóa học thường niên. Đặc biệt trong chương trình phát triển bản thân theo mô thức Grace với học xá Lyceum đã phục vụ 60 em thanh thiếu niên và hàng ngàn các thầy cô giáo trong các chương trình nói chuyện về mô thức Grace và chương trình VYLS Vietnamese Youth Leadership Summit và học bổng Grace. Các em Grace Ambassador đã lan tỏa các giá trị của Grace đến hàng ngàn thanh thiếu niên khác trong nhiều cộng đồng khắp nơi trên toàn cõi Việt Nam. Ngoài các chương trình giáo dục và dịch thuật của Học viện Công dân, học xá Lyceum đã đi vào các hoạt động với rất nhiều những chương trình huấn luyện về kỹ năng lãnh đạo và thông minh xúc cảm cho các tổ chức thiện nguyện tại Hoa Kỳ và Gia Na Đại. Học xá Lyceum cũng đã thực hiện một loạt chương trình trực tuyến phục vụ cộng đồng trong giai đoạn đại dịch với chương trình Đời Vẫn Đẹp trên Việt TV phục vụ hàng chục ngàn đồng hương, chương trình về sức khỏe tâm thần phối hợp với Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Hồng Phúc tại Toronto, Canada, chương trình hướng dẫn thanh thiếu niên phối hợp với Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto và các chương trình phục vụ giới trẻ trên toàn thế giới qua các tổ chức thanh niên tại Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, trong các cuộc bầu cử quan trọng vừa qua, Học viện Công dân đã hợp tác với Liên đoàn Cử tri Phụ nữ tại Houston để thực hiện bản dịch Việt ngữ cho sổ tay bầu cử, phục vụ hàng trăm ngàn cử tri gốc Việt tại quận Harris County và các vùng phụ cận. Tủ sách dịch thuật của Học viện Công dân với 2 dịch phẩm mới, Luận về bất bình đẳng của Trang Trác Russo do giáo sư Dương Văn Hóa chuyển ngữ, và thi phẩm Hài khúc tuyệt vời Divine Comedy của Dante do giáo sư Đỗ Khánh Hoan chuyển ngữ. Sau đây là bản tóm tắt infographic của Học viện Công dân trong suốt 17 năm qua đã phục vụ cho hàng ngàn học viên và xây dựng được một tủ sách thư viện trực tuyến vô cùng phong phú và được hàng triệu lượt truy cập mỗi năm. Tất cả đều là nhờ sự hỗ trợ và đóng góp của tất cả quý vị. Toàn thể ban quản trị, ban điều hành và nhân viên của Học viện Công dân xin chân thành tri ân quý vị. Muốn làm á, mà nếu mà mình làm part-time thì kết quả part-time, mình phải làm full-time. Thì bây giờ anh quit job đi, em nuôi em. Đó, lúc đó thì tôi đang làm ở trong một cái viện ung thư, tôi làm về tin học, về computer science. Thì ok, thành ra anh quit job thì lúc đó chúng tôi còn nhớ là giáo sư Lê Xuân Khoa
là người một trong những người advisor của chúng tôi. Thực ra chúng tôi đi vượt biên lâu năm quá rồi, không có biết là ở Việt Nam mình có tham dự được không. Thì mình hỏi bác Khoa, thì bác Khoa nói được, làm đi các cháu, cứ làm đi, cố gắng lên. Và quả thật là lúc đó đó mình chỉ nghĩ là một năm đó mà mình được 3 học viên là mình vui rồi. Là tại vì mình truyền tải được cái năng lượng và những cái kiến thức. Thế mà thưa quý vị, 17 năm sau chúng tôi có được hơn 4.000 học viên. I see the trees of green and roses too. I see them blooming for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and color of white, bright blessed days and dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Tác phẩm này là một tập thơ dài 10.000 câu, được xếp loại một trong 4 tác phẩm văn chương thế giới, văn chương Tây Phương, viết từ thời trước xa chúng ta. Lúc đó là vào thời Trung Cổ ở bên Âu Châu. Ở ta là vào thế kỷ thứ 13, 14, thời Nguyễn Bình Khiêm đấy. Không ngờ đăng thì đã thành công. Mặc dù đời ông vất vả, đời ông khổ lắm, đời ông phải sống chui lủi trên 10 năm trời. Tác giả đi vào 3 thế giới: thế giới âm phủ, thế giới luyện tội, và rồi lên thế giới thiên đường. Qua 3 thế giới đó, ông chứng kiến những linh hồn tội lỗi, những linh hồn phúc đức đã sống như thế nào, đã đền tội ra làm sao. Ở dưới âm phủ, rồi lên thế giới luyện ngục, chờ ở đó, trước khi sạch tội mới được sang thế giới thiên đường. Tôi đề nghị quý vị rộng lượng với ICVN, ủng hộ bằng cách mua những tác phẩm ICVN xuất bản. Nhờ thế ICVN có thêm phương tiện để in tác phẩm khác. Nếu không được sự ủng hộ của quý vị, ICVN sẽ thiếu phương tiện. Và không có phương tiện thì không thể làm được cái gì hết. Tôi xin thành thực nói như vậy. Tôi cầu mong quý vị rộng lượng. Xin cảm ơn quý vị.
thưa quý vị khán thính giả ở hải ngoại và ở trong nước, chúng tôi rất mừng được gặp lại quý vị ngày hôm nay trong buổi ra sách này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Học viện Công dân đã cho chúng tôi cơ hội nói chuyện với quý vị. Ý tưởng chính của Jean-Jacques Rousseau trong cuốn Luận về Bất Bình Đẳng là đề cập đến sự liên hệ giữa con người và xã hội. Jean-Jacques Rousseau có viết rằng con người sinh ra bẩm sinh tốt và xã hội đã làm hư con người. Cái mẫu người mà Rousseau rất là ca tụng và có một lối sống rất là tốt là con người nguyên thủy. Thưa quý vị, chúng tôi rất tiếc vì lý do sức khỏe sẽ không có mặt được trong buổi ra mắt sách tại San Diego. Chúng tôi chúc tất cả quý vị có được một buổi ra mắt sách rất là vui vẻ và thành công.